Dạ xin lỗi, lỡ làm phiền. Dạ xin lỗi. Dạ cảm ơn ạ. Qua đây, qua đây. Nhân. Ây da, nặng quá mẹ. Cố lên đi. Xe tới rồi kìa. Mẹ mẹ, bây giờ con leo lên đây trước. Con kéo, mẹ ở dưới mẹ nhảy lên nha. Rồi rồi rồi. Dạ, bắt tay, đợi chút xíu nha. Lên con. 2, 3. Cố lên. 2, 3. Hai người làm gì vậy? Sẽ biết chở hàng đâu. Dạ xin lỗi. Kéo lên, nhảy lên. 2, 3. Trời ơi, cái gì mà lâu như vậy, trễ giờ làm rồi nè. Phiền quá đi. Dạ. Xin lỗi. Thôi xong nghe gà, con làm trước đây, chuyện này để mẹ lo cho. Mẹ nói gì vậy? Cái này nó to vậy, làm sao mẹ lo được? Thôi ráng kéo lên đi. Để mẹ gọi điện mấy bà của mẹ ra giúp. Đi làm trước đi. Bác Tài ơi, đóng cửa lại nghe, tôi không lên xe nữa. Có gì mẹ gọi điện cho con nha, gọi điện cho con. Thôi đi, ra, đóng cửa lại đi. Alo, mẹ nghe nè. Mẹ hả? Mẹ đang ở đâu rồi? Mẹ đang ăn với bà bạn nè. Bà bạn ba mẹ. Dạ, để tôi nói chuyện con gái tôi chút nha. Bạn hả? Là ai vậy? Sao con không biết? Ai mà lại sẵn sàng giúp đỡ mẹ rồi còn bao mẹ nữa? Mẹ có bạn thân từ khi nào vậy? Bạn thân của mẹ nhiều lắm, sao con biết hết được. Mà thôi, con tập trung lo làm việc đi nha. Để mẹ ăn với bà bạn mẹ nha. Bà đợi mẹ đó. Dạ. Rồi, trời ơi, chị kêu kia nhiều quá vậy. Chị, dạ rồi, tôi ăn. Thôi nha, để mẹ ăn nha. Rồi. Em chào chị, nhà của chúng em đã có chương trình giảm 50%, mời chị dùng thử. Cảm ơn em. Rốt cuộc là bây giờ đang ở đâu vậy? Cái tên đáng ghét này. Mẹ hả? Mẹ đang ở đâu vậy? À, mẹ đang ở biệt thự nhà bạn của mẹ. Thích lắm, sướng lắm. Nè, con yên tâm đi, đừng có lo cho mẹ nha. Bây giờ mẹ chuẩn bị mẹ đi ngủ đây. Nghe cái giường nệm nó mới lạnh nha. Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy? Song Nghi, tối nay mẹ định ngủ ngoài đường vậy luôn hả? Chứ giờ mẹ biết ngủ đâu bây giờ. Đi đến đâu á, họ cũng đuổi mẹ hết á. Đến phòng trọ thì họ không cho mẹ đem cái túi đồ này vô trong phòng trọ ở nhà người ta. Bây giờ ngủ đâu? Ngủ đâu thì trước sau cũng ngủ mà. Thôi thì ngủ ở đây cũng được chứ có gì đâu con. Thì cũng tại mẹ hết đó. Ai kêu mẹ đi lấy tiền xong mà mua mấy cái nệm nút làm gì? Để bây giờ phải đang nông nổi này nè. Thì tại mẹ. Mẹ biết lỗi rồi. Mà sao cứ nói hoài vậy? Mẹ, tối nay mẹ con mình ngủ ngoài đây là không phải cắp đâu. Thôi mẹ thu dọn hành lý đi, xong rồi mẹ đi với con nha. Đi với con? Đi với con rồi ngủ ở đâu? Mẹ cứ đi với con đi mà. Thank you.
Vô nhanh, đi vô. Phụ mẹ, phụ mẹ. Đi đi. Mẹ. Rồi, đi lên. Bấm, bấm lò máy. Lò mỏi, lò mỏi. Rồi, rồi. Ê, cái ghép của mẹ, cái ghép của mẹ. Lẹ, 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 cái ghép của mẹ. À, ê, ê. Gì kỳ vậy? Thì đồ ngủ. Biết là đồ ngủ rồi, nhưng mà mày thấy bộ khác mày mặc được không? Mặc màu trắng buổi tối thì ghê quá à. Con ơi, mình mặc làm sao ngủ mình thấy thoải mái được rồi. Bây giờ mà con mà biểu mẹ lục đồ khác hả? Là trong bao đó đó hả? Là lục là mệt lắm luôn đó, không có thời giờ đâu. Nè, ngày mai mấy giờ đi làm? À, mẹ đặt món thứ giùm con nha. 5 giờ sáng. Hả? Trời đất ơi, chị chẳng lẽ mẹ con mình ngủ có tiếng mấy phải dậy sao con? Mẹ, ngày mai công ty con 8 giờ là mọi người tới rồi. Thôi được rồi, để lát mẹ đặt đồng hồ báo thức cho. Rồi ngày mai con mặc cái gì? Ôi thôi được rồi, để mẹ chọn cho. Thôi mẹ cứ lấy lại đi, có nhiều sự lựa chọn đâu. Thôi, phải mặc thế nào mà con thích chứ. Này nè, này con thích nè. Hơi nhăn chút. Nhăn vậy rồi sao con mặc? Thì ủi. Bằng ủi đâu mà ủi. Được hết á. Mày làm cái gì á? Ủi đồ. Sự làm như vậy cũng được nữa hả? Được hết đó con. Như vậy mới có áo ngày mai con mặc đi làm chứ. Thẳng bon. Mẹ, 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 mẹ. Vậy trời, buồn qua mẹ không đọc báo thức hả? Có, mẹ có đọc báo thức. Mẹ đặt cái gì? Dậy nhanh lên, 8 giờ rồi đó. Trời ơi. Hả? Mấy giờ? 8 giờ. Ủa, hôm qua mày nhớ mày có đặt báo thức mà. Thôi, 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 lẹ, 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 lẹ đi. Ơi, mẹ giết con rồi. Mẹ, giúp con, dọn mấy cái này hết. Rồi, rồi, để mẹ, để mẹ. Nhanh lên, nhanh lên. Mẹ, dọn kỹ nha. Rồi, 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 rồi. Con mẹ, nhanh lên con. Mẹ còn phải thay đồ nữa nè. Mẹ, mẹ xong chưa? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mẹ, 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 thay đồ nhanh lên. Ừ. Đồ, đồ đâu? Đồ mẹ đâu? Trời ơi, mẹ đâu có biết để đâu. Mẹ nhớ rồi, đồ của mẹ, mẹ còn để trong này nè, để mẹ lên môi ra. Ủa, mẹ, ủa, mẹ. Tới ai, tới sớm vậy ta? Cái gì? Không kịp rồi, có người vô rồi. Bây giờ sao đây? Trốn đâu? Trốn. Gì vậy? Gì vậy mẹ? Đụng đầu chứ cái gì? Mẹ, im lặng nha. Ủa Nghi, sao hôm nay em tới sớm quá vậy? Tại mấy hôm nay em ở công ty nhiều việc quá, cho nên em tới sớm để làm. Ủa, cái gì vậy em? Cái gì nhìn kỳ quá vậy? Cái này là hàng tồn kho. Ủa là sao? Hàng tồn kho sao để đây? Thì thôi hai chị giúp em mang lên kho giùm em nha, tại em để chút nữa. Giúp
giúp em cái nha. Cảm ơn hai anh chị nhiều nha. Trời ơi, cái gì mình đồ tồn kho mà nó mùi móc không vậy em? Thì đồ tồn mà anh. Giúp em cái nha. Ủa cái gì đây nè? Cái mền. Cái mền đó chị. Để em. Công ty mình có bán mền luôn hả anh? Công ty mới bán mền nữa hả? Thôi hai anh chị ở đây đi. Em cảm ơn nhiều nha. Em tự mang lên rồi được rồi. Em cảm ơn. Mẹ. Mẹ ơi. Ê, đó là cái gì bà? Chạy nhanh quá trời, tôi nhìn như ma vậy đó. Tự nhiên mặt cá đầm trắng chạy qua thấy ghê quá à. Thôi bà đừng nói nữa, tôi nổi hết da gà lên này. Cá đầm trắng không phải là mẹ hả? Mẹ trốn ở đây hả? Thì mẹ trốn đây an toàn lắm, chưa có ai phát hiện ra mẹ hết á. Mẹ chắc đúng không? Mẹ chắc mà. Hả? Cái con dép mày đâu rồi? Hồi nào giờ con nghe cái câu chạy mất dép không? Dạ có. Ừ là nó đó, đừng quan tâm tới chuyện này. Chết cha rồi. Con tới rồi. Con có chìa khóa không vậy? Dạ có. Đây ha. Chìa khóa xe, chìa khóa tủ, chìa khóa phòng ngủ, chìa khóa toilet, chìa khóa nhà. quên. Nó nằm bên này. Lẹ lên coi. Làm gì quên tôi? Nhanh lên. Lo làm đi. Mẹ, chú ý ra. Gì? Mày đi lên đây con nói nghe nè. Nghe con nói nè. Mẹ có sợ độ cao không? Mẹ sợ. Được rồi, vậy mẹ leo lên lỗ không gió cho con. Bắt gì quýnh tôi? Tôi quýnh nào? Chứ ai quýnh? Tôi quýnh đó. Lẹ lên. Quýnh sao quýnh hả? Sao quýnh thì được. Dạ. Chào chú. Cô làm gì ở đây vậy? Dạ, con tưởng hôm nay có lịch họp, nhưng mà hình như con sai rồi hay sao á. Con xin phép chú. Em chào anh chị. Hôm nay có lịch họp hả? Dạ. Em là thực tập sinh mới đúng không? Dạ. Em lên phòng cố vấn gấp. Ông ấy có chuyện cần nhờ em đó. Em hả? Ừ. Nhưng mà em lên lẹ đi. Ông ấy đang chờ em đó. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.